Đây là con đường Trường Sơn, con đường nối từ công viên Cách mạng 8 vào trong cư xá Bắc Hải đây các bạn. Tại số 16 Trường Sơn, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm quán bún bò Huế. Mình đang đứng trước số 16 Trường Sơn, phường 15 quận 10. Nơi quán bún bò Huế rất là sạch sẽ. Ở đây đã bán được khoảng 13, 14 năm gì đó vì mình đã từng ăn ở đây rồi. Chả cua. Đúng rồi. Một tô bún bò chả cua thì có bao nhiêu cục? Bò chả cua là 2 cục, chả cua không thì 4 cục. Ở đây mình có mấy mức giá bún bò? 45, 55, 65. À, 45, 55, 65 ngàn một tô. Thì chủ đầu bếp đang sắp những cái cục giò, những cục thịt và những lát bò rất là to lên kề tủ. Khách vào có thể ăn một cách nhanh chóng. Khoảng thời gian nào ạ? Năm 2006. Tức là ban ngày thì mình từ bán 6 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ rưỡi đêm. Là bán nguyên ngày hết luôn. Là toàn thời gian đó. Thì mình là bán từ năm 2006 tới bây giờ. Dạ. Yeah. Cho em hỏi là cái mức giá của quán mình là một tô thì khoảng bao nhiêu tiền tới bao nhiêu tiền? 45, 55, 65. Dạ. Yeah. Rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Thank you.
Thường thường bún bò Huế thì thường là sẽ đi kèm với lại một và hai cây chả bò hoặc là chả heo nha các bạn. Có chả cua thì bao nhiêu tiền chị ạ? 65 ngàn. Tô này là tô thập cẩm đấy. Này tô đặc biệt. Dạ. Tô đặc biệt như thế này sẽ có giá là 65 ngàn các bạn. Vừa chả cua vừa chả Vừa giò. 65 ngàn.